Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng, vì vậy hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. Thảo Yên Hoàng Trung Thịnh trở lại với quý khán thính giả, và ngày hôm nay tại thủ đô Paris lại diễn ra một vụ khủng bố và rất may mắn là không ai thiệt mạng. Nội vụ xảy ra phía trước cửa Viện Bảo tàng Louvre, là nơi đây hiện nay từ năm 2015 cho đến giờ phút này, với những vụ tấn công ở thủ đô, chính quyền Pháp đã gia tăng và thường xuyên các binh sĩ, thưa quý vị, không phải cảnh sát nữa, mà có luôn cả vệ binh quốc gia, binh sĩ Pháp, nghĩa là tuần tiễu ngày đêm tại các khu vực đông người du khách qua lại nhằm bảo đảm an ninh tối đa. Thế nhưng có một người đàn ông gốc Hồi giáo mang bị và trong bị có hai con dao dài, và y đã cầm hai con dao dài này, và trong lúc mà tiến vào bảo tàng viện đó, hắn đã hét lên Allahu Akbar, thượng đế vĩ đại, và tìm cách chém vào binh sĩ đang đi tuần, mà không may cho tên này, tại sao lại lựa đúng vào lúc mà binh sĩ tới thì lại hét lớn lên. Cho nên cái tình trạng thần kinh chắc cũng đã đang hiện hữu, thưa quý vị. Chính vì thế mà binh sĩ đã kịp thời chặn được, và một người đã nổ súng, 5 viên đạn bắn vào trúng tên này, và có một viên trúng vào bụng. Giờ đây đó thì phải đưa hắn vào để mà chữa trị các vết thương tốn kém nữa, nhưng mà ít nhất không chuyện gì xảy ra. Có một binh sĩ họ nói là có thể lại bị chém trúng ở trên đầu. Nhưng mà cái tình trạng của người binh sĩ này hiện nay thì không có gì đáng nguy hiểm đến tính mạng cả. Ngay lập tức thì Tổng thống François Hollande đã gửi lời khen ngợi các binh sĩ này, nói rằng với cái hành động nhanh tay đã cứu thoát được nhiều cái nạn nhân khác đứng chung quanh. Và thực sự không ai hiểu tại sao lại hắn lại chờ những binh sĩ tới. Chắc có thể là muốn đưa ra cái thông điệp chống đối Pháp can dự vào vụ tấn công ISIS ở Syria. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì sáng ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã đến Malta để mà họp, và bởi vì họ muốn xác nhận một cái kế hoạch ngăn chặn dòng làn sóng người di cư có gốc châu Phi đi băng qua Địa Trung Hải đến nước Ý. Thì thưa quý vị, theo như Reuters thì Anh và Pháp là hai quốc gia hiện đang tài trợ nhiều nhất cho châu Phi, sẽ là hai cái yếu tố quan trọng dẫn đến cái sự thành công của kế hoạch ngăn chặn dòng người di cư này. Ông Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi cái hành động lần này cho thấy là các nước châu Âu có thể đoàn kết lại với nhau để đảm bảo an ninh thay vì tìm kiếm sự ủng hộ từ Washington. Được biết là một cái thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái đã chặn được khoảng 1 triệu người tị nạn muốn di cư đến Đức qua ngã Hy Lạp, thì hiện nay các nhà lãnh đạo của EU chuyển mục tiêu sang chặn dòng người từ châu Phi đến Ý. Trong năm 2016, có đến 181.000 người tị nạn đã vượt biển đến Ý. Đa phần tuyên bố là họ muốn tìm kiếm cơ hội có việc làm chứ không có nhu cầu tị nạn. Thì EU muốn thực hiện cái chính sách mới này để người dân của châu Phi có cuộc sống tốt hơn ngay chính ở quê nhà của họ, thay vì bỏ đất nước ra đi tràn vào châu Âu và gây ra cái tình trạng hỗn loạn. Và sự thù địch với làn sóng người nhập cư đã ngày càng gia tăng, cũng như là làm gia tăng cái lòng chủ nghĩa dân tộc, đẩy những cái nhà lãnh đạo EU
trong đó nổi trội nhất là bà Angela Merkel có thể bị thất cử trong cuộc bầu cử quan trọng sắp đến đây, thưa quý vị. Tòa Bạch Ốc hiện nay đang phải đương đầu với rất nhiều các vụ kiện liên quan đến sắc lệnh của ông Trump, trong đó có sắc lệnh và ngăn cản những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo và kể cả những người tị nạn nữa. Thì hiện nay có nhiều tổ chức người Mỹ gốc Ả Rập, bảo vệ dân quyền, tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU, vân vân. Đây là những tổ chức đứng ra để kiện ông Trump về cái sắc lệnh chống người di dân vào Mỹ. Ngày hôm nay có ít nhất là 2 vị thẩm phán, bản tin ghi nhận, 1 vị thẩm phán ở Detroit, tiểu bang Michigan. Ông đã thụ lý hồ sơ kiện này và hôm nay thẩm phán này clarify, tức là làm rõ lại cái sắc lệnh của ông Trump. Và trong sắc lệnh này, thẩm phán Victoria Roberts tuyên bố là những ai mà đã có thẻ xanh, đó là một trong những điều mà nhiều người họ quan ngại. Nếu bất kể là những người này đến từ các quốc gia Hồi giáo nằm trong danh sách mà bị cấm á, mà có thẻ xanh thì không bị cấm. Khẳng định một cái điều này rõ ràng, bất cứ ai có thẻ xanh đều có thể ra vào nước Mỹ. Tuy nhiên, vị thẩm phán này không thụ lý những cái hồ sơ khác, và liệu rằng một số những người này họ muốn chống lại luôn cả cái lệnh cấm những di dân hoặc là những người tị nạn vào nước Mỹ. Tuy nhiên, bà thẩm phán Victoria ngày hôm nay đang còn theo dõi các sắc lệnh của ông Trump, nhưng mà sáng nay đã đưa ra clarify thôi, tức làm rõ. Bà nói, quý vị yên tâm, những ai mà có thẻ xanh rồi thì vẫn có thể ra vào mà không sợ hãi gì hết, thưa quý vị. Trong khi đó thì chính phủ Iran ngày hôm nay tuyên bố họ chống lại sắc lệnh của ông Trump, bởi vì trong 7 quốc gia mà bị ông Trump ông cấm á, có Iran và Iraq. Thì ngày hôm nay chính quyền Iran đã tuyên bố không cho phái đoàn đô vật của Hoa Kỳ đến tham gia giải vô địch thế giới tổ chức ở tại Tehran, thủ đô của Iran hôm nay. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là ông Bahram Qasemi tuyên bố lệnh cấm ngày hôm nay thứ Sáu. Và ông nói thêm rằng cái lệnh cấm này được đưa ra từ một ủy ban đặc biệt chống lại tất cả những đoàn vận động thế vận nào mà muốn tham gia từ một quốc gia thù địch, thưa quý vị. Cái tổ chức này mang tên là Freestyle World Cup, đô vật tự do, wrestling đó, tổ chức vào ngày 16 đến ngày 17 ở tại Kermanshah, Iran, và thường xuyên cứ mỗi năm một lần. Và Iran cũng là một trong những quốc gia mà có những đấu thủ đô vật nổi tiếng. Năm ngoái, chương trình này tổ chức tại Los Angeles và dự trù tại thành phố Iowa City năm 2018. Iran chiến thắng vô địch thế giới 5 năm liên tục. Và năm nay thì lại không có đoàn của Hoa Kỳ đến. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần bảo trợ thương mại. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly mặt cà phê trong tay. Mặt cà phê của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào.